Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những tin chính có trong ngày mà các biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin chính sau đây. Một cảnh sát giao thông và dân quân ở thành phố Hồ Chí Minh bị tông gãy chân trong lúc ngăn quái xế khởi tố đối tượng mua xăng đốt nhà người tình vì gọi điện nhiều lần không nghe máy. Phát hiện người tạo hiện trường giả vụ trộm để lấy tiền vàng đi trả nợ. Tên trộm xe ở Kiên Giang bị bắt vì quay lại tiệm cầm đồ xin thêm tiền. Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công 4 người trong vụ cháy ngân hàng SHB ở Ninh Bình. Bắc Giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm cán bộ xã liên quan cơ sở karaoke hoạt động dù có lệnh cấm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn tố cáo lên Bộ Công an, cán bộ ngân hàng lập hồ sơ giả để lừa đảo. Nhức nhối nạn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn vô cùng táo tợn và manh động. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là tin nóng. Một cảnh sát giao thông và dân quân ở thành phố Hồ Chí Minh bị tông gãy chân trong lúc ngăn quái xế. Ngày 10 tháng 5, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ điều tra vụ tông xe làm một cán bộ cảnh sát giao thông và một dân quân bị gãy chân trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu vào khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 5, người dân trên đường Ba Sa, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi phát hiện nhóm thanh niên này chạy xe máy với tốc độ cao. Khi lực lượng chức năng có mặt, nhóm này bỏ chạy tán loạn. Hai thanh niên chạy xe máy đến trước nhà số 217 Ba Sa, thì tông vào cảnh sát giao thông và một dân quân đang đứng chốt chặn bên đường. Hậu quả, nam cảnh sát giao thông bị gãy hai chân và nam dân quân bị gãy một chân, toàn thân bị chảy xước. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Riêng hai thanh niên chạy xe máy bị bắt giữ tại chỗ. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Phước Hiệp huyện Củ Chi xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn và công an huyện Củ Chi đang tạm giữ hai thanh niên để điều tra. Khởi tố đối tượng mua xăng đốt nhà người tình vì gọi điện nhiều lần không nghe máy. Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tây Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của công an huyện đối với Nguyễn Chí Minh, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên về tội hủy hoại tài sản. Theo hồ sơ, Nguyễn Chí Minh và chị Ca, trú tại xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, mình đi làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, dùng điện thoại để liên lạc nhưng chị ca không trả lời. Nghĩ chị ca có người khác nên mình đã nổi máu ghen tuông, đón xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên để gặp người yêu. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, Minh thuê xe ôm trở đến cây xăng xã Hòa Tân Tây, mua khoảng 15,5 lít xăng đem đến nhà chị ca để nói chuyện kèm lời đe dọa đốt nhà. Sau cuộc cãi vã, mình đã chút cơn giận bằng việc đổ can xăng đã chuẩn bị sẵn vào nhà của chị ca, châm lửa đốt. Trong phút chốc, ngọn lửa đã thiêu dụi toàn bộ đồ dùng trong nhà, trong đó có cả xe máy của chị ca. Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Sau sự việc, chị ca đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Kết quả giám định bước đầu cho thấy số tài sản trong nhà chị ca bị thiệt hại hơn 34 triệu đồng. Ngôi nhà và một số tài sản khác đang được lực lượng chức năng điều tra nguồn gốc, giá trị để trưng cầu định giá. Xét hành vi của Nguyễn Chí Minh dùng xăng là chất nguy hiểm về cháy nổ để đốt nhà chị ca, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an của địa phương, nên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tây Hòa đã phê chuẩn các lệnh, quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra. Chuyển sang thông tin khác, phát hiện người tạo hiện trường giả vụ trộm để lấy tiền vàng đi trả nợ. Ngày 10 tháng 5, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ vụ tạo hiện trường giả, vụ trộm tài sản ở xã Tân Mỹ. Công an huyện đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Tân Mỹ, củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1973, ngụ tại xã Tân Mỹ về hành vi báo tin sai sự thật. Theo như kết quả điều tra, ông Giang thiếu nợ không có tiền trả nên nảy sinh ý định tạo dựng hiện trường giả vụ trộm để qua mặt vợ con, lấy tài sản trong nhà đi bán. Lợi dụng lúc người thân đi vắng, ông Giang đã mở tủ lấy 20 triệu đồng và khoảng 10 chỉ vàng mang đi chôn dưới đất, cách nhà khoảng 100 mét. Sau đó ông Giang tạo hiện trường giả như nhà bị trộm đột nhập. Công an huyện Thanh Bình đã điều tra, phát hiện vụ trộm không có thật. Quá trình làm việc, ông Giang thừa nhận hành vi dựng hiện trường giả. Tên trộm xe ở Kiên Giang bị bắt vì quay lại tiệm cầm đồ xin thêm tiền. Ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt tạm giam Huỳnh Tấn Kiệt, sinh năm 1994, ngụ tại xã Bàn Tân Định, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên Kiệt đã nảy sinh ý định lấy trộm xe mô tô đem bán. Dạ sáng ngày 31 tháng 3, sau khi đi chơi về đến nhà trọ xã Dương Tơ, Kiệt phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision của anh Trần Văn Mai Liên đang đậu trong nhà xe. Quan sát xung quanh không có người, Kiệt đã lấy trộm chiếc xe của anh Liên đem đi nơi khác cất giấu. Đến ngày hôm sau, Kiệt đến lấy xe trộm được, dắt đến tiệm sửa xe, phá ổ khóa, sau đó chạy đến tiệm cầm đồ ở phường Dương Đông, cầm cố được 12 triệu đồng. Sau khi xài hết tiền, ngày 2 tháng 4, Kiệt đến tiệm cầm đồ để xin thêm tiền cầm cố xe, thì bị công an phát hiện bắt giữ. Lực lượng cứu hộ giải cứu thành công 4 người trong vụ cháy ngân hàng SHB ở Ninh Bình. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm cuối giờ chiều ngày 9 tháng 5 tại ngân hàng SHB chi nhánh Ninh Bình. Ngọn lửa bốc lên từ tầng 4 của tòa nhà khiến 4 người không kịp thoát ra ngoài. Ngay khi nhận được tin, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Ninh Bình có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Rất nhanh, lực lượng cứu hộ xác định được khu vực cháy lên phương án tác chiến. Các chiến sĩ nhanh chóng phá cửa cuốn, do mất điện không hoạt động, di chuyển bộ lên tầng trên cao. Lực lượng cứu hộ đã cứu thành công được 4 người bị mắc kẹt, gồm Phạm Thị Ái Thắm, sinh năm 85, là nhân viên tạp vụ ngân hàng, cùng ba bố con Phạm Văn Trưởng, sinh năm 84, nhân viên bảo vệ ngân hàng, cháu Phạm Quỳnh Tê, sinh năm 2009 và Phạm Bảo N, sinh năm 2014, cùng chúa ở xã ninh tiến thành phố ninh bình đám cháy ngay sau đó được khống chế dập tắt không để lây lan sang các tầng khu vực xung quanh giảm thiểu thiệt hại toàn bộ hoạt động của ngân hàng phải dừng lại đơn vị này đã có thông báo tới các khách hàng cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân vụ cháy bắc giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm cán bộ xã liên quan đến cơ sở karaoke hoạt động dù có lệnh cấm thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động Bắc Giang, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, Sơn Động đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Duy Tùng, biển hiệu đề là karaoke Phương Mai ở thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An vẫn hoạt động dù có lệnh cấm, bị lực lượng chức năng phát hiện. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An tự kiểm điểm nhận trách nhiệm của mình trong công tác chỉ đạo cán bộ, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn thực hiện các quy định trong phòng chống dịch chưa sát sao, nắm bắt thông tin vụ việc xảy ra trên địa bàn chưa kịp thời. Hai phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tự nhận đã không kịp thời chỉ đạo lực lượng công an làm tốt công tác nắm bắt địa bàn. Cũng tại hội nghị, 4 cá nhân khác bao gồm công chức văn hóa xã hội, hai phó trưởng công an xã và trưởng thôn kiêm công an viên thôn Mai Hiên cũng tự kiểm điểm cá nhân trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nắm bắt tình hình. Khi vụ việc xảy ra đã không báo cáo với chủ tịch Ủy ban dân xã kịp thời. Sau khi kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cũng như từng cá nhân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An yêu cầu công an xã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, bảo đảm an toàn trật tự. Trạm y tế xã tiến hành ra soát các đối tượng liên quan tại quán hát trên để có các biện pháp cách ly theo quy định. Các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị phòng văn hóa thông tin huyện thực hiện các bước cần thiết để đề nghị sở văn hóa thể thao và du lịch thu hồi giấy phép sử dụng kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke duy tùng trước đó khoảng 2 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 5 phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang chủ trì phối hợp với công an huyện sơn động kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Dịch vụ karaoke Duy Tùng do ông Đào Duy Tùng, sinh năm 1983, trú tại thôn Mai Hiên, xã Vĩnh An làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng hát ở tầng 1 có 8 khách gồm 4 nam 4 nữ đang bật nhạc âm thanh lớn nhảy múa. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi xảy ra trong thời điểm mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ. Karaoke, trò chơi điện tử trực tuyến ngày 8 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động có văn bản phê bình chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An, đồng thời yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn tố cáo lên Bộ Công an, cán bộ ngân hàng lập hồ sơ giả để lừa đảo. Ngày 10 tháng 5, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB cho biết đã có công văn gửi cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bà T, nguyên giám đốc SCB NK. Đồng thời SCB đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để làm sáng tỏ và ra quyết định sa thải bà T do có hành vi cố tình lập hồ sơ giả, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cho vay. Theo nội dung đơn tố cáo của SCB gửi cơ quan công an Công ty cổ phần đầu tư NNT có đại diện theo pháp luật là ông N đến SCB NK để vay vốn đầu tư dự án khoảng vay là 630 tỷ đồng và làm việc với bà T, giám đốc SCB NK. giữa bà T và ông N đã có mối quan hệ quen biết trước đó. Đến ngày 24 tháng 3 năm 2021, do quá lâu chưa thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo. Công ty cổ phần đầu tư NNT đã gửi đơn tố cáo bà T làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền, gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng. Nhận được đơn tố cáo của công ty này, SCB đã kiểm tra ra soát toàn bộ hồ sơ giấy tờ mà bà T thực hiện và giao cho công ty cổ phần đầu tư N và T. Qua quá trình làm việc với công ty cổ phần đầu tư NNT cùng với bà T, SCB nhận thấy các hành vi của bà T có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, bà T có hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả, gồm thông báo quyết định của lãnh đạo SCB về việc cấp tín dụng đối với công ty cổ phần đầu tư NNT, sử dụng email nội bộ của SCB để gửi các văn bản giả mạo có liên quan đến khoản cấp tín dụng, đến email của các nhân sự có liên quan Công ty cổ phần đầu tư NNT. Thông báo của SCB News: qua quá trình kiểm tra nội bộ, không có việc hội sở SCB tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ cấp tín dụng của Công ty cổ phần đầu tư NNT từ SCB NK. Do đó, các tài liệu này không phải do cấp có thẩm quyền của SHB ký đóng dấu và ban hành. Hành vi nêu trên của bà T đã xâm phạm đến hoạt động cấp tín dụng của SCB và sử dụng các tài liệu giả này để tạo lòng tin, lừa dối công ty cổ phần đầu tư NNT nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật. Cũng theo SCB, bà T hoàn toàn có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và khả năng để nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật mà vẫn cố ý thực hiện hành vi nêu trên nhập mục đích cá nhân. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ việc và SCB mong muốn công ty cổ phần đầu tư NNT phối hợp với SCB cung cấp các chứng cứ liên quan đến cơ sở điều tra có thể giải quyết vụ việc. SCB cam kết không chối bỏ trách nhiệm và sẽ tuân thủ các quyết định của cơ quan điều tra. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Nhức nhối nạn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn vô cùng táo tợn manh động. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu năm 2021 đến nay, đã có rất nhiều vụ trộm chó vùng ven thành phố Hồ Chí Minh được camera ghi lại. Mới đây khoảng 19 giờ ngày mùng 8 tháng 4, con chó nặng khoảng 15 kg của nhà bà T 48 tuổi, ngủ ở quận 12, vừa ra đứng trước cổng thì bị hai tên cẩu tặc lao đến bắn gục đưa đi. Camera ghi lại vụ việc diễn ra chỉ cho vòng 5 giây. Bà T bức xúc kể lại: "Con chó đó gia đình tôi rất quý vì nuôi nhiều năm. Hôm đó vừa thả ra thì nó bắt ngay trước mặt mình. Đây không phải lần đầu bị mất chó, bực lắm nhưng không biết làm sao." Khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 3, bốn thanh niên chạy hai xe máy mang theo cây chĩa gắn điện dài hơn 2 mét đi trộm chó. Khi đến khu vực cuối Thới An, quận 12, thì thấy con chó băng qua đường. Lập tức cầu tặc áp sát, dùng cây trích điện và dí liên tục làm con mồi co giật bất tỉnh. Sau đó một tên ngồi sau xe còn cố đâm thêm vài nhát vào con chó tội nghiệp trước khi kéo lên xe. Đáng nói khi sự việc bị người dân phát hiện, nhóm cẩu tặc chẳng những không sợ mà còn chỉ tay đe dọa, dằn mặt người dân rồi mới thản nhiên rời đi. Một đoạn video khác cho thấy cảnh hai thanh niên đi đến trước cửa một căn nhà trên đường Trương Đăng Quế, phường 1, quận Gò Vấp, dùng súng điện hạ một con chó đứng ven đường. Lúc đó là khoảng 21 giờ 17 phút ngày 21 tháng 1. Chị VT, người bị mất chó, bức xúc. Nhóm trộm chó này lộng hành quá. Từ khi nhà tôi mất con chó đó, tụi nó đi lòng vòng xóm suốt. Ai nhìn là nó chỉ mặt ham dọa Ở đây có nhà bị mất đến ba con chó Bọn chúng ngày càng manh động và táo tợn Thậm chí là thách thức Còn tại khu ấp xóm mới xã An Nhơn Tây Huyện Củ Chi Dạng sáng ngày 10 tháng 3 Camera cũng ghi lại cảnh bốn tên cầu tặc Phát hiện hai chú chó đang chạy rông ngoài đường Thì áp sát phục kích thành công một con Con còn lại nhanh chân chạy thoát Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của chủ nhà, nhưng người này chỉ biết đứng nhìn vì sự manh động của nhóm cầu tặc. Chủ nhà nói trong tiếc nuối. Sáng sớm tôi vừa thả hai con chó ra cho đi vệ sinh thì bị tụi nó bắt mất một con. Lúc bắt chó chạy qua, chúng còn nhìn tôi thách thức. Tôi thấy phía trước xe để một bao tải to đùng. Nuôi con chó cưng quý bao nhiêu, bị bắt mất. Tôi mong chính quyền có biện pháp giúp dân an tâm hơn. Cậu tạc tấn công khổ chủ Vì sao nhiều trường hợp, chủ nhà hay người dân thấy cậu tạc ra tay mà không dám truy bắt? là bởi thực tế đã không ít vụ nhóm cẩu tặc khi bị phát hiện đã chống trả, thậm chí kéo đồng bọn tấn công ngược lại người truy đuổi, gây ra những vụ trọng thương. Các nhóm cẩu tặc khi đi trộm luôn mang theo súng điện để bắn chó và cả người chống trả. Khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 1, tại đường Liên Ấp 123, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, khi mà ông LVX 49 tuổi cùng gia đình đang ngủ thì nghe tiếng động lớn nên thức dậy kiểm tra phát hiện bốn tên cẩu tặc vừa bắn gục con chó, định đưa lên xe chở đi. Ông C lao ra, giật lại chó cưng thì bọn trộm bắn điện ngã xuống đất. Anh S, con trai ông X kể lại. Mở cửa ra thấy tụi nó, bà tôi hô cướp, cướp rất lớn và lấy chìa khóa trọi nhưng bị tụi cẩu tặc dùng súng điện bắn trúng chân, làm ba bị giật ngã xuống đất. Bọn chúng còn cố bắt chó đi cho đến khi thấy không ổn mới chịu bỏ cuộc. Anh Tê, 30 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi cho hay vừa bị cầu tặc tấn công khi cố truy bắt chúng. Đầu tháng 4 năm 2021, anh Tê cùng người dân nhiều ngày theo dõi, biết được nhóm cầu tặc đang săn mồi trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi nên mai phục truy bắt. Dặn sáng ngày 7 tháng 4, anh cùng người dân phát hiện và truy bắt hai tên cầu tặc đi xe máy, nhưng bất thành. Hậu quả anh bị chúng dùng cây chĩa gắn điện, đâm gây dạn xương bàn tay, sau đó phải trích ngừa phòng chó dại. Anh Tây kể lại, có rất đông người dân tham gia nhưng chúng manh động và táo tợn chống trả nên khó bắt được. Thấy chúng phóng cây chĩa về phía mình, tôi chỉ kịp giơ tay lên đỡ phần đầu và bị chĩa đâm vào tay. Trước đó cũng tại Củ Chi khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1, anh H 30 tuổi, ngủ tại xã Tân Thông Hội, đang ngủ thì nghe tiếng xe máy trước cửa nhà nên đã dậy để kiểm tra. Phát hiện hai người đàn ông đứng trước cửa nhà đang bắt trộm chó. Anh H cầm gậy sắt ra dọa thì một tên dùng chĩa sắt và bình xịt hơi cay tấn công khiến anh bị chĩa sắt cắm sâu vào mông. Đáng nói trước khi rời đi, hai tên cẩu tạc còn dọa sẽ quay lại phục thù. Do cây chĩa sắt cắm sâu nên anh Hát đã được người dân đưa đi cấp cứu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV.